Cô bác và anh chị đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp này, viêm xoang này hay bị trĩ này, cô bác chị làm ngay cách đơn giản luôn chia sẻ của cô bác chị sau đây nhé. Nếu chúng ta có quả gốc trong nhà, đừng vội vứt cái hạt của nó đi. Ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho cô bác chị cách đơn giản để làm dùng để chữa đau nhức xương khớp, trĩ hay viêm xoang ngay từ cái hạt gốc mà cô bác chị đang có trong nhà. Và xem video này cảm thấy hay thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho bạn bè, cho người thân và cho cộng đồng đang cùng biết nhé, để lan tỏa yêu thương để giúp cho cô bác chị có được sức khỏe tốt hơn và xem một video này nếu cô bác chị đang gặp những cái tình trạng đau nhức xương khớp hoặc các vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ có thể là để lại cái phía bên dưới video này cái những cái vấn đề cô bác chị đang gặp phải hôn sẽ chia sẻ và giúp đỡ cô bác chị nhá chào tất cả quý cô bác chị và các bạn cháu là lương huân đây và hiện tại huân làm trong lĩnh vực đông y thầy thời gian vừa qua có rất nhiều cô bác chị có hỏi cháu huân về cái việc là à, cô bị đau lưng này à, cô bị đau cổ gáy tê tay này cô bị đau đầu gối này cô bị đau nhức khắp người luôn thì có cái cách nào đơn giản mà dễ sử dụng lại uh, hiệu quả hay không thì cháu uh, hướng dẫn cho mọi người cũng biết nhé Thì uh, trong video ngày hôm nay thì cháu cũng sẽ trả lời cô cái câu hỏi đó uh, Nếu cô bác chị chúng ta đang gặp tình trạng là đau đầu gối này, đau lưng hay đau những các khớp mà chúng ta Nhà có cái cây gốc mà chúng ta ăn quả chúng ta hay sử dụng là sôi gốc này hay sử dụng là món uh, uh, sốt vang này Mà chúng ta sử dụng cái quả gốc để nấu ấy thì chúng ta hãy để lại cái phần hạt cho cháu nhé và ngày hôm nay huân sẽ chia sẻ đến các bác chị cái cách rất đơn giản để chúng ta có thể là à, điều trị vấn đề đau nhức xương khớp đau đầu gối hoặc đau lưng từ ngay chính cái hạt gốc mà các bác chị để dành lại đấy ạ nếu các bác chị xem một video này của cháu thì đừng quên hãy chia sẻ nó ra cho cộng đồng ta lan tỏa yêu thương đấy cho cộng đồng bạn bè người thân của mình cũng biết nhé và bây giờ mọi người theo quen huân huân sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách làm đơn giản từ cái hạt gốc để chữa đau lưng đau đầu gối của các bác chị nhé bước đầu tiên là mình sẽ bây giờ huân sẽ đi lấy một quả gấc và huân sẽ lấy hạt của nó và sẽ hướng dẫn cô anh chị luôn cách làm nhé. Chào tất cả các bác nhé, đây là cái quả gốc nhá. thì thường thường là mình sẽ dùng cái quả gốc này lấy cái phần nõi của nó đem về các bác chị chúng ta làm món ăn. thì mình sẽ nấu sôi nhá. đây là hiện tại là gia đình cũng đang nấu sôi, nấu sôi gốc đấy mọi người. ăn rất là ngon. cái món này vừa bổ huyết vừa giúp tăng tác dụng là chống đau đầu và ăn lại rất là bổ béo nữa. đây là sau khi đã đun xong đi mọi người nhá, rất là ngon mọi người thấy không? và sau khi đấy xong thì mọi người để lại phần hạt nhá. mình sẽ lấy lại cái phần hạt của cái quả gốc của các chị nhé sau đó chúng ta sẽ bóc toàn bộ cái phần màng bên trong cái quả gốc đi sau đó đây cô bác chị có để phơi khô và mình dùng dần hoặc là mình sẽ rang già lên sau đó dùng luôn cô bác chị nhá đây là cái hạt gốc này để mọi người thấy không bóc rất là dễ đấy nếu các bạn đang nhà dùng sử dụng cái quả gốc này để làm món ăn thì chúng ta hãy để lại cái hạt gốc này cô bác chị nhá à, vâng sau một thời gian thì Hôn đã chuẩn bị được một đĩa đây là cái hạt gốc cô bác chị nhá này hạt gốc này đấy hạt gốc này thì rất nhiều và khi cô bác chị chúng ta sử dụng thì đa phần là mình sẽ bỏ đi Đấy nhưng mà nếu mà theo huân làm đông y thì đây là một một vị thảo dược rất quý nhé mọi người nhé. Và bây giờ huân sẽ hướng dẫn mọi người luôn cách làm. Đầu tiên là sau khi mà chúng ta đã, đã sử dụng cái quả gốc để làm sôi gốc rồi, thì mình sẽ để lại cái phần hạt này. Đấy, có bác chị đem rửa sạch đi, rửa sạch đi, chúng ta có thể phơi khô lên hoặc là bỏ hết toàn bộ cái phần màng ở bên ngoài. Sau đó thì các bác chị đem về là chúng ta sẽ làm nhé. Và bây giờ huân sẽ đem về hướng dẫn các bác chị chi tiết cách làm nhé của chị đi theo luôn nhá nhớ đăng ký kênh và follow cũng như là chia sẻ video này đến cho bà con mình cũng biết nhé đây là hạt gốc nhá sau khi đem về các chị sẽ chúng ta sẽ rang lên rang già đây rang già và chúng ta sẽ bóc bóc hết cái phần vỏ bên ngoài đi và chúng ta sẽ để cái phần nõi bên trong này nhá, quá chị Đấy, bây giờ con sẽ rang già đây và sau đó sẽ hướng dẫn mọi người cách làm chi tiết nhá Đấy, mình sẽ đảo lên trong quá trình đảo này thì một là quá chị có thể răng không hai là cái cách thứ hai đơn giản hơn mà mình có thể là Ờ, nhanh hơn đó là mình sẽ cho cái cát vào cát cái hạt cát ấy, thì nó sẽ làm cho cái phần vỏ này nó sẽ nhanh nóng hơn và nó sẽ tách nó sẽ dễ hơn các bác chị nhá mình ngâm cái phần nõi ở bên trong nhé các bác chị nhá lấy ngâm để làm rượu xoa bóp cho các bác chị giúp các chị hết đau như xương khớp hạt gấc sau khi các bác chị đã chuẩn bị hôm đã chuẩn bị và chúng ta sẽ cho lên bếp chúng ta đảo lên các bác chị nhá mình sẽ rửa thật sạch loại bỏ toàn bộ phần màng bên ngoài đi hạt gấc được gọi là mộc miết tử thì khi sơ chế chế biến món ăn thì chúng ta sẽ giữ lại cái hạt gốc này mọi người nhé nhân hạt gốc thì màu vàng vị đắng hơi ngọt tính ôn hơi độc có tác dụng là vào kinh can và đại tràng ngoài ra thì theo nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dân gian thì đã chứng minh được tác dụng chống viêm giảm đau của hạt gốc rất là tốt thực tế thì chúng ta ông cha ta ngày xưa vẫn hay sử dụng quá chị nhé chúng ta phải răng ra lên sau đó thì mình sẽ bỏ phần vỏ bên ngoài đi Sau vàng hoặc là lướng trên than củi thì huân huân sẽ giang già lên, giang để cho nó cháy cái phần vỏ bên ngoài đi. Đấy. Sau đó thì mình sẽ đập toàn bộ lấy phần nhân bên trong. Thì có rất nhiều cái tác dụng khác nhau của cái cây cái hạt hước này. Đó là nó sẽ chữa sâu răng, đau răng, chảy máu chân răng. Đấy. Thứ hai là chữa đau khớp, viêm khớp, sưng đau đầu gối, quay bị. Thứ ba đó là nó sẽ dùng trong các trường hợp mà trị loài giom Đấy. Thứ năm là chữa sưng u vú, chữa viêm xoang rất là hay. Đấy. Có rất nhiều cái cách dùng khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cách làm chi tiết để cho các chị có thể biết làm đây là cái hạt gốc nhá mọi người nhá thì mình sẽ răng già này thì đây là cái chảo mình sẽ đảo lên các chị có thể cho cát vào cát vào để mình cho vào đây mình đảo thì nó sẽ không bị cháy chảo Đấy. nếu mà chảo chống dính chẳng hạn thì mình sẽ cho cát vào đảo cùng luôn đảo đến khi nào nó già nó sẽ cháy phần vỏ bên ngoài đi để chúng ta có thể bóc được cái phần phần vỏ bên ngoài đi nhá cái phần vỏ này là mình sẽ bóc đi nhá các chị nhá đầu tháng là hoan hỉ chia sẻ với bà con một cái bài thuốc rất là hay mà đơn giản đấy, làm tại nhà được nếu bà con nào mà đang gặp tình trạng đau đau đầu gối nhé hoặc là đau các khớp nhé mình quá thể làm cái bài này ngoài ra thì cái bài này làm thì không chỉ là dùng trong một trường hợp đâu mà chúng ta còn dùng trong các trường hợp như là đau à, đau răng sâu răng này trường hợp là viêm xoang này trường hợp là chúng ta bị trĩ nòi giòm này trường hợp là u sưng u vú này đấy đau các khớp này dùng rất là tốt đảo tầm 15 đến 20 phút nó sẽ già sẽ cháy cháy cái phần vỏ bên ngoài đi thì mình sẽ bắt ra và mình sẽ bóc cái phần vỏ đi là cái hạt gấc sau khi đã răng xong như các chị nhá thì nhiều các chị bảo là bóc cái hạt gấc này nó có dễ không thì mình chia sẻ với các chị là cái này cách làm rất đơn giản thôi đang già này sau đó các chị sẽ bóc cái phần vỏ này ra này thì bóc phần vỏ này ra thì mình chỉ cần đập nhẹ là nó sẽ bong ra thôi đây đây là toàn bộ cái phần vỏ sau khi đã răng bóc ra này đây là cái hạt ở bên trong nhé màu nó sẽ màu vàng này các chị nhé đấy đây vân sẽ tách một loạt ra đây các bác chị xem này đấy đây nhá mình bóc này mọi người thấy không đập dập như cái này nó sẽ bóc rất là dễ dàng nó không khó đâu mọi người nhá cách làm cũng rất đơn giản thôi đấy đây đây là toàn bộ cái phần hạt này đấy bóc này mình chỉ cần lấy cái sống dao hoặc là cái chày có chị đập ra đập nhẹ thôi là nó sẽ bong hết bong hết phần vỏ bởi vì khi mình răng nóng răng già nên là nó rất là dễ ấy rồi rất là dễ bóc cái tác dụng của khi mà mình tác động nhiệt vào thì nó sẽ làm cho cái dầu ở trong cái hạt nước này nó sẽ ra và nó khi mà mình ngâm ủ rượu hoặc là cồn thì nó sẽ rất là tốt đây nha các bác chị nhá đây này ví dụ như là các bác chị mới là mình sẽ cầm một dao này mình sẽ đập này. Đấy, đập này Đấy, nhìn nhá các bạn nhìn nhá này, Đấy. ngoài thế không Đấy, bong luôn này bong luôn này Đấy. bong luôn, rất là dễ thôi. Đấy, mình chỉ cần đập nhẹ thôi nó nó bong hết ra rồi đấy tôi mới lấy sẽ lấy toàn bộ cái phần là cái phần nhân ở bên trong đấy. phần vỏ này thì nó cũng không cần thiết vỏ này thì mình sẽ dùng trong cái trường hợp mà cầm máu cầm máu đấy, cầm máu rất hay đấy. nhưng mà mình có thể là mình đang sử dụng ở trong cái bài trị chống viêm chống viêm tiêu sưng giảm đau thì mình sẽ dùng cái nhân cái nhân của quả gốc này ở đây không chỉ cần một lúc thôi là là mình đã bóc gần hết cái chỗ này rồi mỗi lần làm là hơn chỉ làm khoảng tầm 100g thôi thì dùng uh, tùy theo quá chị chúng ta dùng uh, nhiều hay dùng ít mà chúng ta sẽ lấy cái liều lượng nó hợp lý quá chị nhé. Cái này nó sẽ được uh, một cái hỗn hợp như này quá chị nhá Đây màu nó sẽ là màu vàng này mà mình sẽ chuẩn bị thêm cho cho, cho hơn một cái uh, bình hũ hũ nhựa cũng được hoặc là hũ uh, thủy tinh càng tốt nha mọi người nhá. Thì cô chị cho toàn bộ cái phần hạt hướng này chúng ta cho vào trong. có chị nếu mà chúng ta có thì chúng ta có thể cho thêm là quế đinh hương hồi nhá. Đấy, đinh hương hồi quế đấy. và huyết giác một dược nếu mà chúng ta có còn không thì chúng ta chỉ cho cần uh, Đầu cái hạt gốc này thôi. Cô chị dã là mình cho vào là xong nhé. Sau khi mình đã chuẩn bị xong thì cô chị cho toàn bộ cái phần hạt gốc đã làm nhé. Mình sẽ cho vào trong cái âu như này, Đấy, cho vào trong cái hũ như này. Đấy, đây là cái hũ 500 ml nhá, Mình sẽ cho toàn bộ cái phần hạt hạt gốc này, Đấy, cho toàn bộ vào đây. Cô đây các chị đã cho toàn bộ cái phần mình sẽ cho thêm khoảng tầm 50 ml tiểu nhé, 50 ml tiểu vào đây, mình ngâm luôn. Cái này là 100 g cái hạt gốc thì mình cái bóc đi nó chỉ còn được khoảng tầm 70 gam 70 gam cái cái lõi thôi nhân này thôi đấy. đây là toàn bộ cái hạt này mọi người đấy, có chị thấy không và bây giờ mình ra cho tử thôi ngâm chờ tầm một tuần là bắt đầu nó sẽ phai màu sẽ là màu lâu mọi người nhé đây là các bác nhá ngoài ra thì các bác có thể dùng thêm cái uh, huyết giác huyết giác một dược đinh hương hồi quế là các bác cho các bác uh, có thành nghiền ra bột như này để ngâm cho nó dễ nhá đấy ngâm nó dễ thì sau thời gian ngâm của tầm một tuần là dùng được thì sau thời gian một tuần nó đã được như này rồi đấy thường thường là mình sẽ ngâm khoảng tầm 3 đến ba đến 6 tháng là mới mới dùng được mọi người nhá nhưng mà ngâm một tuần nó ra như này rồi đấy cái này thì mình có ra thêm là đinh hương này hồi này quế này một dược này huyết giác này mã tiền chế này đấy long não này địa liền này hy thiêm thảo này đấy nếu các bác nào có thì chúng ta có thể sử dụng ngay ngoài ra nếu các bác không có thời gian để làm thì huân cũng có chia sẵn một chú chiết sẵn để giúp các bác có tận dụng được cái thời gian của mình, các bác không cần phải làm nữa. Đây, đây là cái cái chai mà huấn đã chiết sẵn ở đây. Đấy. Đây mọi người nhé. Cái này thì chị tan bầm tím này, chị đau khớp này, suy giãn tĩnh mạch, bong gân chật khớp này, mình đều có thể sử dụng được. Trong này nó có đều ghi hướng dẫn sử dụng đầy đủ, à, ghi tan bầm tím này chữa về tan bầm tím, đau những xương khớp, đau đầu gối đau, cổ gáy tê tay, suy giãn tĩnh mạch, bong gân chật khớp, rồi đặc biệt là côn trùng đốt. Đấy, nhà mình có con con em mà bị mũi đốt hoặc là côn trùng đốt, ong đốt, mình sẽ xịt một tí thôi, mình dây vào thì nó sẽ không sưng mọi người nhé, không sưng. Dùng rất đơn giản, ngày dùng khoảng tầm 2 đến ba lần. Đây là cái chai của nó nhá. Sau khi dùng thì mọi người sẽ xịt trực tiếp này, mình đau ở đâu mình xịt ở đây, xịt xịt một lần, sau đó mình dây Dây như này, vỗ nhẹ, ví dụ đau cổ gáy vỗ nhẹ. Hoặc là chúng ta bị tê tay nhá, tê tay này thì mình sẽ vỗ ở hai bên vào vai này, chạy xuống tay này, Đấy, và mình vỗ cổ gáy này rất đơn giản thôi đúng không rất đơn giản ai cũng làm được Đấy, đây là cái chai xịt thì nếu qua chị nào đang gặp tình trạng đau đầu gối này, đau lưng hoặc đau như khớp nhá, các chị có thể làm ngay cách đơn giản này. Đấy, hôn được có máy cho rất nhiều người và có kết quả rất tốt nhá. Nếu qua chị trong quá trình sử dụng ấy, mọi người có cái câu hỏi gì hoặc là chưa hiểu cái gì thì mọi người có thể chia sẻ với hôn, hôn sẽ giúp đỡ mọi người và chia sẻ đến cho mọi người. Còn nếu qua chị nào không có thời gian để làm thì chúng ta có thể dùng cái loại xịt xong bóp như thế này cũng rất là hay mọi người nhá. À, nó trị đau như xương khớp rất tốt những ai gặp tình trạng đau cổ gáy này cứng cổ này dùng cái bài này rất là tốt mà hiệu quả rất là nhanh đấy. mọi người cần hỗ trợ gì cứ chia sẻ với huân hoặc là liên hệ trực tiếp huân chúc cô bác chị luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc nha mọi người xem được video thì nhớ đừng quên là hay chia sẻ video này ra cho cộng đồng người ta để lan tỏa yêu thương đến cho mọi người và cũng là giúp cho mọi người có được cái